vâng thời gian mấy tháng qua uh, tiếng vọng đã chuyển cho các bạn chân dung và đối thoại của trần đăng khoa hôm nay tôi lại lọt vào trong tay tôi cuốn chân dung hay chân tướng nhà văn của nhà văn nhật tuấn đây là tiểu luận văn học chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu nói chung tiếng vọng gần đây là có cái duyên với chữ chân dung Mục 2 là mã Các nhà văn trong cơn tai biến Chữ tai biến ở trong ngoặc kép Nhà thơ Nguyễn Bính tham gia cách mạng từ 1947 về Hà Nội năm 1954 Làm báo tư nhân chăm hoa từ năm 1956 Thời đó báo của Nguyễn Bính là cái gai đối với các nhà lãnh đạo văn nghệ Ông cả gan chê thơ tố hữu và xuân diệu vì những sai lầm nghiêm trọng cần phải xét lại toàn bộ giải thưởng văn học năm 1954 đến 1955, đề nghị đưa tập thơ Việt Bắc xuống giải nhì. Loại tập thơ Ngôi sao và một số quyển không xứng đáng. Đấy là ý kiến của nhà thơ Nguyễn Bính trong tờ Chăm Hoa. Táo tợn hơn nữa, Chăm Hoa còn đề nghị bỏ lệ khai báo trong chính sách quản lý hộ khẩu. Tất nhiên chỉ ra được vài số trăm hoa chết yểu. Tuy không sơi đòn nặng như nhân văn giai phẩm, nhưng Nguyễn Bính cũng phải rời Hà Nội về Nam Định làm anh nhân viên ngoài biên chế dưới sự quản lý chặt chẽ của trưởng ti văn hóa là nhà văn Chu Văn. Trong thơ chân dung về nhà thơ tình số 1 Việt Nam này, Xuân Sách điểm có hai tác phẩm tiêu biểu lỡ bước sang ngang 1940 thơi 1957 nhưng vẫn không quên sự kiện báo trăm hoa với tình cảm xót xa hai lần lỡ bước sang ngang thương con bướm đậu trên giàn mồng tơi trăm hoa thân dã cánh rời thôi đành lấy đáy giếng thơi làm mồ vâng đấy là những cái lời dẫn dắt trước và Nhật Tuấn đã trích bài thơ viết về chân dung Nguyễn Bính của nhà thơ Xuân Sách. Nhà thơ Tú Mỡ trước cách mạng đã từng ngang ngạnh trong dòng nước ngược. Xuân Sách viết, trong đình quan khách cỗ bàn, vòng ngoài dân đói hàng ngàn súm đông, há mồm lố mắt đứng trông chúc thầm các cụ các ông muôn đời. Vậy nhưng từ ngày theo kháng chiến thì tú mỡ đã thành tú tóp. Một nắm xương khô cũng gọi mỡ, quanh năm múa bút để mua vui, tưởng cụ vẫn bơi dòng nước ngược, nào ngờ chờ gió lại trôi xuôi. Nhà thơ Quang Dũng, tác giả Tây Tiến, một trong số ít bài thơ hay nhất của thế kỷ năm 1957 phải đi trình huấn trong vụ nhân văn giai phẩm. Từ đó ông sống rất nghèo, lặng lẽ trong cương vị biên tập báo văn nghệ và sau là nhà xuất bản văn học. Năm 1978, tôi, tức là Nhật Tuấn, ấy, cùng ăn cơm với ông tại nhà ăn tập thể nhà xuất bản văn học. Quang Dũng cao to nên ăn rất khỏe, lâu lâu lại thấy ông đứng lên đi xin thêm cơm. Bà gái cấp dưỡng lúc đầu còn cho thêm cơm, sau chỉ cho miếng cháy. Xuân sách viết chân dung ông với lời lẽ xót thương và mến phục. Sông mã xa rồi, Tây Tiến ơi, về làm xiếc khỉ với đời thôi. Nhà đồi một nóc, tranh vinh lắm, sống tạm cho qua một kiếp người áo sờn thay chiếu anh về đất mây đầu ô trắng ba vì xanh gửi hồn theo mộng về tây bắc sông mã gầm lên khúc độc hành. Về nữ sĩ Anh thơ năm 1921 được giải thưởng của tự lực văn đoàn năm 1939 khi mới 18 tuổi. Tác giả tập Bức tranh quê 1941 đi cách mạng năm 1945 trở thành cán bộ phụ nữ và làm thơ cách mạng đại loại như Con đã về nơi bác ở xưa Bác về mời cụ các mác về trên núi đá Trong cả lòng hang bác tạc tượng người Như tạc niềm tin cho con cháu đời đời Từ thẳm rừng sâu ngời lên chủ nghĩa Bởi thế Xuân sách có vẻ tiếc cho bà. Ấy bức tranh quê đẹp một thời má hồng đến quá nửa pha phôi, bên sông vải chín mùa tu hú khắc hoài kêu chi suốt một đời. Nhà văn Vũ Trọng Phụng tiểu thuyết ra vào loại hàng đầu ở Việt Nam nhưng số phận tác phẩm của ông thì thật là bi thảm. Năm 1957 Ông Trương Tiểu và Trần Thiếu Bảo, nhà in Minh Đức, tổ chức dỗ Vũ Trọng Phụng và tái bản số đỏ 1957 nhé. Có kẻ ổn thoát với ủy viên bộ chính trị Hoàng Văn Hoan là Vũ Trọng Phụng viết bài nói xấu ông ký ga, không ngay bố ông lãnh đạo cao cấp này lại cũng làm theo nghề đó. Thế là một chiến dịch triệt hạ Vũ Trọng Phụng được phát động ông bị quy là đệ tử của Phơ Rồi ai đó moi trong thư viện ra bài báo của ông. Mở ngoặc kép. Nhân sự chia rẽ đệ tứ và đệ tam quốc tế, ta thử ngó lại cái cuộc cách mệnh cộng sản ở Nga từ lúc khởi thủy cho đến ngày nay. In trên Đông Dương Tạp Chí, số ra ngày 25 tháng 9 năm 1937. Ông bị quy là phần thử, phần tử tờ Rothkid. Từ đó Vũ Trọng Phụng coi như bị khai trừ khỏi văn đàn. Sau này khi tôi về nhà xuất bản văn học, nhà phê bình văn học, giám đốc Như Phong dỉ tai tôi. Trong một cuộc họp phê phán Vũ Trọng Phụng ở Thái Hà ấp, toàn những nhà văn hàng đầu mà không một thằng nào dám mở mồm bênh Vũ Trọng Phụng lấy một câu. Mãi tới thời kỳ đổi mới, Ông Lý Hải Châu, giám đốc nhà xuất bản văn học, mới lần lượt tái bản tác phẩm của Vũ Trọng Phụng. Khắc họa chân dung ông, xuân sách đầy lòng cảm phục. Đã đi qua một thời dông tố, qua một thời cơm thầy cơm cô, còn để lại những thằng xuân tóc đỏ vẫn ngây ngang cho đến tận bây giờ. Nhà văn Nam Cao, Cha đẻ của thị nở và chí phèo, cán bộ cách mạng, từng phụ trách báo cứu quốc, hy sinh năm 1951 trên đường công tác thuế nông nghiệp ở quân khu 3. Giả dụ ông còn sống như các nhà văn cùng thời khác, không hiểu có còn đứng vững trên lập trường cách mạng trong cơn tai biến, nhân văn giai phẩm như Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài không. Xuân sách viết về ông đầy ưu ái em còn đôi mắt ngây thơ sống mòn mà vẫn đợi chờ tương lai thương cho thị nở ngày nay kiếm không đủ rượu làm say trí phèo nhà thơ kịch tác gia thế lữ tác giả của mấy vần thơ 1935 trong đó có những bài nổi tiếng nhớ rừng tiếng trúc tuyệt vời tiếng sáo thiên thai vẻ đẹp thoáng qua bên sông đưa khách cây đàn muôn điệu và giây phút chạy lòng. Năm 1936 hoạt động kịch với ban kịch Tinh Hoa, ban kịch Thế Lữ. Sau năm 1947, ông tham gia kháng chiến. Năm 1957 được bầu làm chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Hầu như không viết gì. Xuân sách tiếc cho ông đã quá sớm về vườn Bách Thú. Với tiếng sáo thiên thai dìu dặt, mở ra dòng thơ mới cho đời. Bỏ rừng ra, về vườn bách thú, con hổ buồn lặng lẽ chút tàn hơi. Nhà văn Bùi Hiển nổi tiếng với truyện ngắn Năm vạ 1940, nhưng sau đó tham gia cách mạng quá sớm, không viết được gì nhiều, nổi bật là tập trong gió cát, năm 1958 ông viết truyện ngắn Ngày công đầu tiên của Cú Tý để cổ vũ cho phong trào hợp tác xã. Truyện ngắn này đã được sử dụng trong giáo trình văn học phổ thông tại miền Bắc và cả nước Việt Nam trong nhiều năm. Những năm 1945 đến 1960 ông là chủ tịch hội Văn nghệ Nghệ An, sau đó suốt trong nhiều năm ông công tác trong hội Nhà văn Việt Nam, Xuân sách, Diễu cờ sinh ra trong gió cát đất Nghệ An khô cằn bao nhiêu năm nằm vạ trước cửa hội nhà văn. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng tham gia cách mạng từ năm 1930, đại biểu quốc hội khóa 1, người sống mãi với hội nhà văn. Sau cách mạng viết tiểu thuyết Chuyện anh Lục, 4 năm sau sống mãi với thủ đô vở kịch Lũy Hoa xuân sách khắc họa chân dung ông. Anh chẳng còn sống mãi với thủ đô lũy hoa để những người ở lại bốn năm sau khóc òa. Trong các nhà văn tiền chiến đi theo cách mạng, người bị xuân sách diễu cợt sâu cay nhất có lẽ là nhà văn Kim Lân. Trước cách mạng, từ năm 1941, Kim Lân đã nổi tiếng về chuyện ngắn vợ nhặt. Ông viết không nhiều, sau cách mạng, ông viết làng về nông thôn Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp. Tuy nhiên, hai chuyện ông lão hàng xóm năm 1955 và con chó xấu xí 1962 bị phê phán là phi hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nên danh nên giá ở làng, chết vì ông lão bên hàng xóm kia, làm thân con chó xá gì, Phận đành xấu xí cũng vì miếng ăn. Vâng, đấy là vừa rồi là những cái mẫu thơ ngắn cùng với lời bình của Nhật Tuấn về các nhà văn trong cơn tai biến. Đặc biệt nhà văn Kim Lân thì đóng vai hình tượng lão hạc trong phim về trí phèo thị nở. Thế thì ông Xuân Sách bằng tài năng, tài hoa của mình và tất nhiên là rất là dũng cảm. Mỗi con người đều có mặt mạnh, mặt, mặt yếu, có cái thiện và có cái ác. Hôm nay chúng ta nhìn qua các nhà văn, qua con mắt của Xuân Sách, qua tiếng vọng lời bình của Nhật Tuấn và tôi chỉ là người truyền tải đến cho các bạn. Mỗi người chúng ta có những cái cảm nhận khác nhau. Tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ làm phong phú cho sự hiểu biết của chúng ta về nền văn học nước nhà xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe